trải qua một lộ trình tràn đầy niềm vui, một quãng đường đầy thơ mộng. Giờ này, khán phòng của gia đình Hòa Nhà Gái đang được chào đón sự hiện diện của quý đoàn gia đình Hòa Nhà Trai, chào đón sự hiện diện của tất cả các vị khách quý, cùng với sự hiện diện của chú rể Phạm Quyền, cô dâu Phương Thảo. Chúng ta đang cùng nhau có mặt trở về đây tại ngày vui, ngày hạnh phúc, lễ ăn hỏi dành cho cô dâu và chú rể. Trước hết, cho phép chúng tôi, những người thực hiện chương trình của gia đình Hòa Nhà Gái, được dành những lời đầu tiên trân trọng gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, trong dư vị của những ngày đầu năm mới, tất cả chúng ta đang cùng nhau có mặt tại đây, một không gian vô cùng trang trọng, lộng lẫy và xinh đẹp, để chúc mừng tới câu chuyện tình yêu hạnh phúc của cô dâu Phương Thảo và chú rể Phạm Quyền. Chính sự hiện diện của quý vị là lời chúc tốt đẹp nhất mà mỗi chúng ta đang dành tới cho hai nhân vật chính. Và chúng tôi nghĩ rằng với tất cả những điều tuyệt vời mà quý vị đang mang lại, chúng ta hoàn toàn có thể dành cho nhau thêm một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ, thưa quý vị. Kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể quý vị thân mến, có thể nói rằng còn gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống là để yêu thương. Xin cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc đã cho ta ngày mới để được yêu thương. Tình yêu là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho trái tim của mỗi con người. Khi ta yêu và được yêu, cuộc sống này trở nên thực sự tươi đẹp và ngập tràn ý nghĩa. Và một điều không thể phủ nhận, đó là tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn luôn là một dấu ấn sự kiện trọng đại mang ý nghĩa quyết định tới hạnh phúc của cả cuộc đời mỗi con người. Cô dâu Phương Thảo và chú rể Phạm Quyền, họ đã cùng nhau trải qua một hành trình dài với rất nhiều những khó khăn, những thách thức, những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Và ngày hôm nay, nguyện ước được trở thành con chung dưới một mái nhà của cô dâu và chú rể đã trở thành hiện thực trước sự chứng kiến và chúc phúc của toàn thể quý vị. Như quý vị đã biết ạ, thì cô dâu Phương Thảo, chú rể Phạm Quyền, hai em đều được sinh ra trên mảnh đất Nam Định, tươi đẹp, đằm thắm nghĩa tình, được lớn lên trong vòng tay yêu thương, sự dưỡng dục của hai gia đình trên nền tảng văn minh, tốt đẹp. Cho đến khi khôn lớn và trưởng thành, trên bước đường học tập, lao động, công tác để thực hiện ước mơ của cá nhân, hai em đã có cơ duyên gặp gỡ, hẹn hò, tìm hiểu và rồi yêu thương nhau. Tình yêu của hai em được sự vun vén, tác hợp, nhất trí ủng hộ đến từ phía hai gia đình, hai dòng họ. Nhận được rất nhiều những lời chúc phúc tốt đẹp từ phía những người thân, bạn bè gần xa. Và đặc biệt là được sự công nhận đăng ký pháp lý của hai bên chính quyền địa phương. Ngày hôm nay lựa chọn được ngày tốt, tháng lành, giờ đẹp nhằm ngày 25 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 15 tháng 1 năm Sáp Thìn, hai gia đình sau khi trải qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, bàn bạc riêng tư đã chính thức lựa chọn để có chương trình lễ ăn hỏi dành cho hai con Phương Thảo và Phạm Quyền ạ. Và bây giờ, kính thưa quý vị, giờ này tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Giờ này với tất cả những sự hiện diện, ánh mắt nụ cười rạng rỡ đến từ phía quý vị, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin mượn từ phía quý vị tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã để chương trình lễ ăn hỏi dành cho cô dâu Phương Thảo và chú rể Phạm Quyền xin phép chính thức được bắt đầu. Ngày hôm nay xin dành những phút đầu tiên trân trọng được giới thiệu và đón mời ra phía ngoài sân khấu chính là sự hiện diện của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình Hòa Nhà Trai, sẽ có lời phát biểu, thưa chuyện, giới thiệu về đoàn đại biểu của gia đình và giới thiệu về những lễ vật ngày hôm nay gia đình Hòa Nhà Trai mang tới gia đình Hòa Nhà Gái. Trân trọng được chào đón ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình Hòa Nhà Trai bằng một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị. Chúng tôi hôm nay buổi tại là ăn hỏi xin thưa với các cụ cũng là ủy viên của các cháu, cũng vì tất cả mọi việc sự nghiệp mai sau của con em chúng mình, hôm nay chúng tôi hẳn đến đây để tỏ lòng
thành kính với tổ tiên trên họ của các ai của các cô. Trước khi chúng tôi lên đây để có những lời nói về các cô rất là thông cảm một thời tiết hôm nay có mưa là mưa xuân, nên là đã dẫn đầu đủ vạn người trong hôm nay kính đưa các cụ buổi hành lễ, xin mời với các cụ người đại diện là nữ nhân hành lễ. Chuẩn bị những mâm sính lễ rất sang trọng đủ đầy theo đúng phong tục của quê hương, đó chính là trầu cay cơm mặn, là bánh kẹo giao duyên, là hương thơm trái ngọt để cùng trở về với gia đình họ nhà gái. Trước hết xin được kính cáo gia tiên tiền tổ, sau là có lời tư chuyện với gia đình họ nhà gái, xin phép với gia đình. Ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái cũng sẽ có lời phát biểu nhận lễ và đáp từ. Trân trọng được kính mời ạ. Kính thưa các quý vị thân quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà trai, cũng như cô dì, chú bác của họ nhà gái, cùng bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu Phương Thảo và Phạm Quyền. Hôm nay họ nhà trai chọn ngày này tháng tốt và giờ đẹp có cưới trầu lên để ăn hỏi cháu Phương Thảo của họ nhà gái chúng tôi để làm dâu con của họ nhà trai. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin chân thành là chúc sức khỏe các cụ công các bà cùng toàn thể hội hôn một lời chào sức khỏe. Thiếu phần long trọng là hai nhân vật rất quan trọng của buổi lễ ăn hỏi hôm nay là ông Phan Văn Ánh và một lần nữa để cùng chúc mừng tới tình thông gia của hai nhà, chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta sẽ luôn luôn